Sau chiến thắng trước Guangdong Freaks vào ngày 11 tháng 3 vừa qua, T1 sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của mình tại tuần thi đấu thứ 8, đồng độ đối thủ cực mạnh là Freddie Bryan. Trong khi đó, Bryan cũng đang cho thấy mình không dễ bắt nạt. Bằng chứng là họ đã có chuỗi 4 trận toàn thắng, đặc biệt phải kể đến là chiến thắng 2-0 trước KT, 2-1 trước Nong Sim. Rõ ràng là không nhiều người nghĩ đây là cuộc chiến cân sức, bởi Freddie Bryan chỉ là đội cạnh tranh suốt playoff, còn T1 là ứng cử viên số 1 trên ngôi vô địch. Nhưng các bạn đừng quên rằng Freddie Bryan đang tràn trề cơ hội cắt mạch T1 nhờ vào sự tỏa sáng của ngài Morgan và thần kiếm Squad. Với tương quan kèo đối đầu này ra sao, hãy cùng Cà Phê Liên Minh tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Trước khi vào video, các bạn đừng quên ấn nút like và subscribe, cũng như để lại bình luận góp ý cho bọn mình ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì let's go! Đầu tiên chúng ta phải xét về đứng trên, nơi Just đối đầu với Morgan và Squad. Tài năng trẻ 2K4 nhà T1 hiện tại hoàn toàn có thể xem là đứng trên hàng đầu, hay thậm chí là số 1 của LCK. Trong bối cảnh Hàn Quốc đang thiếu đi những top laner chất lượng, sở hữu bể tướng rộng, cách đánh định hình rõ ràng, mang trong mình tư duy của người từng trải, Just là mảnh ghép hoàn hảo của đội hình Faker cùng các kỵ sĩ trẻ ở mùa giải 2022. Bất chấp việc từng bị nghi ngờ về trình độ trên sàn diễn chuyên nghiệp, nhận về chỉ trích sau những ván đấu bị đối thủ khai thác triệt để, Just vượt qua tất cả để biến mình thành mũi nhọn trong đội hình của T1. Trải qua 33 ván đấu, Just đạt KDA 3.5, chỉ số lính trên phút chỉ là 8. Thế nhưng, điều khiến tất cả mắt chữ A, mồm chữ O ở Just chính là thông số vàng và sát thương. Just chỉ sở hữu 20,9% lượng vàng toàn đội, nhưng lượng sát thương gây ra lên đến con số là 25,3%, chỉ số đáng mơ ước với một tuyển thủ thi đấu bên cạnh Faker và Gumajushi. Trong số 10 vị tướng được Just lựa chọn mùa này, Na và Gragas là hai vị tướng bách thắng, đã mang đến trình diễn hơn 5 trận ở đường trên của T1. Bên cạnh đó thì Just cũng sở hữu 10 pha solo kill đối thủ, nhưng tất cả có lẽ vẫn chưa đủ để khiến Squad và Morgan cảm thấy e ngại. Những tưởng Squad và Morgan chỉ là ngôi sao, nhưng thực ra họ đã sắp đi vào huyền thoại. Chẳng bất kỳ một ai đủ sức thu hút sự chú ý trên toàn bộ kênh chat như ngài Morgan, kể cả đó là Faker. Ngài gánh Freddie Bryan, ngài phản xạ, ngài đã căng, ngài quá đỉnh, ngài MVP, ngài và phần còn lại, vân vân và vân mây. Nếu so với Just, Morgan chỉ hơn chứ không kém. Xét về mặt thông số thì ngài đặt KDA 2.6, chỉ số lính trên phút vượt trội hơn Just với 8.3. Morgan sở hữu 21,3% lượng tài nguyên toàn đội, nhưng lại gây ra 21,1% sát thương. Ê, như có gì đó sai sai, bạn không nghe nhầm đâu ạ, chúng ta vẫn còn nhiều thứ hay ho hơn nữa cơ. Các thông số ở phút thứ 15 của Morgan vô cùng ấn tượng, chỉ số lính chênh lệch với đối thủ âm 5, chỉ số và chênh lệch âm 263, chỉ số kinh nghiệm chênh lệch là âm 237. Đáng nói hơn, Morgan còn là đường trên đầu tiên tại LCK giành được chiến thắng với vị tướng thần cá sấu Redditon. Trong trận đấu với Nong Sim Red Fox, Morgan đã có được màn trình diễn mãn nhãn với Redditon đạt KDA là 9.0. Ngài cũng là người có KDA tốt nhất trận, lượng đam trên phút tốt nhất trận, 656. Ta có thể dễ dàng nhận thấy được ngài đã không còn vui tính như trước, mà thay vào đó là vui tính hơn trước. Chắc chắn trong cuộc đối đầu với Just, Morgan sẽ làm mọi cách để khiến cho Just hiểu ai mới là đường trên xuất sắc tại LCK và ai mới là người xứng đáng đại diện cho bộ mặt của top laner Hàn Quốc trong tương lai. Thử thách của Just không chỉ dừng lại ở Morgan. Dù là một người chơi thuần thục Fiora, nhưng Just thậm chí còn bị vướng phải đại thử thách mang tên thần kiếm Squad. Không có khả năng nhất thống thiên hạ trên kênh chat như ngài Morgan, cũng không có khả năng lực đánh carry mạnh mẽ như là Just, nhưng bù lại Squad mang cho mình DNA của nhà vua đường trên. Minh chứng rõ ràng nhất chính là trận đấu Freddie Bryan thắng Guangdong Freaks với tỷ số là 2-0 cách biệt giai đoạn đầu mùa giải. Trong ván 2 định mệnh ấy, Keen, người đi đường trên của Freaks, đã dẫn trước Squad hơn 200 chỉ số lính. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, cách mà chỉ có những vị thần mới có thể làm được, Squad đã dẫn đầu binh đoàn Freddie Bryan thẳng tiến công phá nhà chính địch, mạnh mẽ như một chiếc xe tăng T-59 của trung đoàn thiết giáp 203 húc tung cổng chính Dinh Độc Lập, một phát ăn ngay. Xét trên tổng quan 6 ván đấu đã có mặt, Squad đã có hai lựa chọn bách thắng là Lee Sin và Gwen, với mỗi vị tướng là một ván thắng. Bên cạnh đó là các thông số trên cờ tuyệt vời như là KDA 2.9, chỉ số lính trên phút là 7.3, chỉ số vàng trên phút là 356 và hàng loạt chỉ số khác ở phút thứ 15 đều ở mức âm vô cực.
Tất cả những chỉ số trên không hề là cơ sở để đường chơi T1 thêm phần tự tin, mà đó chính là vỏ bọc hoàn hảo của một bà lão sẵn sàng hóa sói, ăn thịt cậu bé Just vừa có độ tuổi qua khăn đỏ. Có lẽ Just trong loạt BO3 này rất cần sự hỗ trợ của Owner, Faker hay thậm chí là cả bộ đôi đường dưới Gumayusi và Kerrya, bởi đối thủ của Just lần này quá đáng sợ. Nhìn chung về vĩ đường trên, cà phê liên minh nhận định Morgan và Squad chắc chắn là số 1, một đi không trở lại. T1 có lẽ đang rất vui mừng vì đội tuyển của mình kiểm soát quá tốt tình hình sức khỏe, ngăn cản không cho cơn bão Covid-19 càn quét. Ngược lại thì Freddie Bryan đang khá đau đầu về vị trí đi rừng khi mà Umti đã mắc phải Covid-19. Thông báo được trang chủ Freddie Bryan đăng tải vào ngày 9 tháng 3 vừa qua. Điều này bắt buộc Freddie Bryan phải mang tuyển thủ trẻ Raptor từ LCK Challenger lên đội hình chính trong cuộc đối đầu với Lisbon Box. Một vài tín hiệu lạc quan vẫn còn đó cho Freddie Bryan khi mà Raptor đã có màn thể hiện trên mức tròn vai. Với hai sự lựa chọn thuận tay là Virgo và Shinzao, Raptor từng bước càn quét bản đồ. Dù vậy, vẫn khá sớm để nói rằng Raptor có thể song phẳng đối đầu với Owner. Phía bên kia trên tuyến, Owner dần khẳng định bản thân qua từ trận đấu, bất chấp đối thủ có là Peanut hay là Canyon. Sự tự tin cho cách chơi của Owner vẫn luôn tràn trề. Bằng sức trẻ cũng như sự bản lĩnh, Owner mang đến các chất tướng khác nhau, tạo nên sự đa dạng trong khu rừng. Dù vậy thì Shinzao và Lee Sin vẫn là bộ đôi thuận tay nhất của tuyển thủ này, với 90,9% tỷ lệ thắng khi sử dụng Shinzao và 88,9% tỷ lệ thắng khi khóa vào Lee Sin. Sự trưởng thành trong lối chơi của Owner được cụ thể hóa bằng các bước di chuyển có chủ đích, kiểm soát bản đồ và đọc vị người đi rừng đối thủ. Bên cạnh đó là tạo áp lực lên các làn đường, cũng như thường xuyên đánh vì Gumayusi ở đường dưới. Điểm yếu trừng phạt hụt của Owner cũng đã cải thiện ít nhiều, và phần nào đó chúng ta đang thấy được hình ảnh thần rừng mới ở LCK. Trong bối cảnh đối thủ Raptor chỉ là tân binh tại đấu trường LCK, sẽ không có gì bất ngờ nếu Owner đàn áp và chơi trên cờ đối thủ. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để Owner chứng tỏ sự xông xáo, hổ báo của mình bằng những sự lựa chọn mới mẻ. Hoặc đó có thể là Nidali, vì tướng Owner rất muốn nhưng không thể chơi cho các trận đấu đã qua. Xét về khu vực đường giữa thì chúng ta có kèo đấu giữa Faker và Lava. Faker trong mùa giải 2022 đã không còn là chủ lực chính của T1. Thêm vào đó là hình ảnh một Faker bình tĩnh thi đấu, duy trì sự ổn định và chắc chắn. Các thông số của Faker cũng cho thấy anh không còn được dồn tài nguyên quá nhiều khi chỉ số lính trên phút của Faker chỉ ở mức là 8.4. Số tài nguyên nhận được chỉ là mức 21.8%. Nếu những điều đó không đồng nghĩa với việc Faker suy giảm phong độ hay trở thành quả tạ như những chỉ trích mà Antifan nhắm vào. Quỷ vương bất tử có lượng sát thương lên đến 25.2% toàn đội. Sát thương gây ra là 511.5 mỗi phút. Tướng thủ LeBlanc vẫn đang duy trì 100% tỷ lệ thắng sau 7 ván đấu được Faker khóa vào. Có thể Faker không bất tử như danh xưng, nhưng đẳng cấp của đường giữa T1 hoàn toàn bất diệt. Và Lava rõ ràng là đối thủ không quá nặng ký đối với Faker. Lava từ lần đầu tiên debut vào mùa hè năm 2017 cho đến nay vẫn chưa một lần bứt lên trở thành một midlaner hàng đầu LCK. Tuy nhiên, sự ổn định và chắc chắn là thứ khiến Lava trụ lại đấu trường liên minh huyền thoại cao nhất của xứ Hàn Quốc. Mùa xuân năm nay thì Lava là nhân tố quan trọng trong chiến dịch LCK của Freddie Bryan. Những đóng góp của Lava thực sự đáng ghi nhận. Các thông số đã nói lên điều đó. Lava là tuyển thủ có lối chơi dạt sang hai cánh với hàng loạt những sự lựa chọn mang tính đột biến như là Rice, Corky, Galio, Twisterfed. Bên cạnh đó, điểm chung trong bể tướng của Lava đều là các tướng có sát thương đầu ra dồi dào. Điều đó được minh chứng trong các thông số sát thương Lava gây ra, lên đến 30.8%. Trong khi đó, đường giữa Freddie Bryan chỉ sở hữu 23.4% lượng tài nguyên toàn đội. Lava cũng là tuyển thủ hiếm hoi sử dụng Ari thành công tại Hàn Quốc, khi sau 6 ván đấu, Holy 9 đuôi của Lava đạt tỷ lệ thắng là 66.7% và KDA chạm ngưỡng 7.3. Xuất sắc nhất trong số đó phải kể đến là ván 1 trong trận đấu gặp Lisbon Box mới đây. Ari của Lava sở hữu KDA hoàn hảo 11.08, qua đó trực tiếp giúp Freddie Bryan hủy diệt đối thủ. Trong trận đấu sắp tới thì đối thủ Faker cũng là một người sử dụng thành công vị tướng Ari. Rất có thể một cuộc tranh giành Ari đường giữa sẽ được diễn ra. Tuy nhiên, khả năng chơi trên cơ cũng như giành tỷ lệ chiến thắng của Faker phần nào đó nhỉnh hơn khá nhiều. Có thể Faker ổn định, Just biết cách tỏa sáng, nhưng Gumayusi và Kerrya mới là tất cả. Gumayusi hiện tại chắc chắn đã vượt qua những Teddy hay thậm chí là Ruler để trở thành xạ thủ số 1 giải đấu. Các thông số không biết nói dối, dù KDA chỉ ở mức 5.2 do thường xuyên bị đối phương chăm sóc kỹ, nhưng khả năng đi đường của Guma trên mức tuyệt vời.
Chỉ số lính trên phút là 10.1, các chỉ số chênh lệch phút thứ 15, dương 12.3 chỉ số lính, dương 580 vàng và dương 235 kinh nghiệm. Điều này phần nào xuất phát từ chính lối chơi dồn tài nguyên cho Umajusi của T1. Hình ảnh owner mang sứ giả Kenneth xuống đường dưới nhằm dồn tiền trụ 1 cho Huma. Sau đó giải phóng xạ thủ của mình lên nửa trên bản đồ đã không còn quá xa lạ. Umajusi xuất sắc, nhưng mọi thứ bắt nguồn từ chính Kerrier. Khả năng đi đường của Kerrier tốt tới mức không tưởng. Khả năng tạo đột biến trong một trận đấu chẳng kém những huyền thoại như là Matt Life hay Mata. Khả năng phối hợp cùng Umajusi thuộc vào hàng tốt nhất mà người hâm mộ Liên minh huyền thoại khắp thế giới từng chứng kiến. Lượng tướng có thể sử dụng là vô tận và khả năng kiểm soát tầm nhìn của Kerrier thì chắc chắn là hoàn hảo. Rõ ràng với những gì đã thể hiện được, nếu Kerrier xuất hiện sớm hơn, thì người nâng vị trí hỗ trợ lên mức nghệ thuật gánh đội có thể đã không phải là thánh kéo hay MVP chung kết thế giới 2014. Phía đầu cầu Fredrik Bryan, Hena cũng là nhân tố gánh đội cực mạnh bên cạnh Lava. Cách chơi của Hena không khác quá nhiều so với Umajusi bởi sự ảnh hưởng của meta trong giai đoạn gần đây. Điểm đáng chú ý nhất chính là Hena sở hữu 29,3% lượng sát thương toàn đội, trong khi chỉ được dồn 24,1% nguồn tài nguyên. Tuy nhiên giai đoạn đi đường của Hena không mấy thành công, khi các thông số ở phút thứ 15 đa phần nằm ở mức âm, và đó là điểm mạnh nhất của Umajusi. Còn với hỗ trợ D-Li, tuyển thủ này cũng chỉ mới có 1 năm kinh nghiệm thi đấu ở LCK. Xét đến đẳng cấp và phong độ hiện tại, vẫn còn thua thiệt rất nhiều so với Kerrier. Bể tướng rộng là một ưu điểm của D-Li. Đặc biệt, Rakan của hỗ trợ bên phía Freddy Bryan ra quân 12 lần và đạt 75% tỷ lệ thắng. Đây là điều đáng chú ý bởi Rakan thường không phải là ưu tiên số 1 ở vị trí hỗ trợ trong meta gần đây. Nhìn chung ngoài sức mạnh áp đảo của Morgan và Squad ở đường trên, Freddy Bryan không quá nhiều cơ sở để cản bước T1. Dù vậy, với sự dẫn dắt của hai thiên tài top laner, Freddy Bryan có quyền tự tin vào một chiến thắng bất ngờ. Tất nhiên mọi thứ sẽ diễn ra trong một ngày mà ngài và thần kiếm thi đấu khác với người thường. Cà phê Liên minh dự đoán kết quả sẽ là 2-0 cho T1. Các bạn vừa xem xong video nhận định trận đấu T1 Freddy Bryan của Cà phê Liên minh. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh nha. Bên cạnh đó là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào trong thời gian tới. Mọi ý kiến đóng góp hoặc có ý tưởng muốn bọn mình làm, các bạn đừng ngần ngại mà để lại comment ở phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.